Vâng ạ. Đồ gỗ khảm ốc trang trọng xin kính chào cô bác anh chị. Hôm nay là ngày 23 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Cơ sở đồ gỗ khảm ốc trang trọng chúng em xin trân trọng giới thiệu đến cô bác anh chị một tuyệt phẩm đầu xuân năm Nhâm Dần. Đây là một chiếc tủ bày đồ, tủ đựng đồ. Được đồ gỗ khảm ốc trang trọng sản xuất năm cuối năm 2021 và hoàn thiện đầu xuân năm Nhâm Dần 2022. Hôm nay là ngày 23 tháng Giêng thì cơ sở đồ gỗ khảm ốc trang trọng chúng em xin quay live gửi đến cô bác anh chị một tuyệt phẩm, đó là chiếc tủ bày đồ được cơ sở vừa mới hoàn thiện. Đây là một chiếc tủ hiện có 102 trên thị trường mà hiện chỉ có tại cơ sở đồ gỗ khảm ốc trang trọng chúng em vừa mới sản xuất xong, được cắt khảm rất kỹ. Đây là một chiếc tủ khảm tích hoàn toàn, trước trên mặt tiền là hoàn toàn khảm tích, có bệ hoa sen và hai bên cánh hồi thì khảm cảnh chim công và chim hạc. Em xin giới thiệu từng phần một. Đây là một chiếc tủ kệ bày đồ khảm ốc, gần như 100% ốc nhập khẩu, được khảm trên chất liệu gỗ gụ Gia Lai, gụ ta, gụ rất nặng. Cái tủ này có trọng lượng rất là nặng, gần một tạ, bốn người khiêng mới được ạ. Và sau đây em xin đo kích thước của chiếc tủ này. Đó, đây. Chiếc tủ này có chiều dài là 1m07. Chiều dài là 1m07, chiều rộng là 45. Chiều rộng là 45. Chiều cao là 1m2. Cao 1m2, rộng 1m07 và sâu 45. Đây là một chiếc tủ gỗ cụ Gia Lai của ta rất nặng, tủ bày đồ. Sau đây em xin giới thiệu chi tiết vào từng phần khảm một, tại vì cái tủ này là tủ trang trí được khảm ốc Singapore. Đấy, cô bác anh chị có thể xem thưởng lãm xem là cái tác phẩm tuyệt vời, khảm 100% mặt tiền là tích ấy. Rất chi là ý nghĩa. Hiện chiếc tủ này đang là một chiếc tủ duy nhất có 102 trên thị trường hiện nay. Em xin giới thiệu vào gần hơn. Đây là một chiếc cánh hồi bên trái, cánh bên trái. Đây, bên em đã cho một cái tích rất chi là ý nghĩa. Đấy. Tam anh kết nghĩa vườn đào. Đấy. Đây là kết nghĩa vườn đào của quan của Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi, ba anh em kết nghĩa vườn đào. Bên cánh bên phải thì là cơ sở chúng em khảm tích Bát Tiên. Tích Bát Tiên thì ai cũng biết rồi, Bát Tiên rất chi là ý nghĩa linh thiêng. Đó. Và bên dưới ngăn kéo đầu tiên, đây là ngăn kéo á. Ngăn kéo đầu tiên thì là cơ sở khảm tích Vinh Quy Bái Tổ. Đây là khảm tích Vinh Quy Bái Tổ. Đó. Ngựa anh đi trước, vọng làng theo sau. Đó. Ngựa anh đi trước, vọng làng theo sau. Đây là hai quan tùy tùng tháp tùng ạ. Cờ kiệu cờ hoa. Đấy, về đến cổng làng đây. Đây là một tác phẩm được cơ sở đồ gỗ khảm ốc trang trọng chúng em vừa mới hoàn thiện xong đầu xuân năm Nhâm Dần. Và ở dưới đây trên ngăn kéo trên cùng là có ba cái ngăn kéo, tủ này có hai cánh này, hai cánh trên này, hai cánh trên này. Cô bác nhìn anh chị ốc thấy đọc đẹp không, ốc ông anh nhá, màu ốc à. Ốc nhập khẩu ấy. Hai cánh và ba ngăn kéo bằng nhau. Đó. Đây là khảm
khảm ngăn kéo trên cùng là chúng em khảm tích vinh quy bái tổ, rất chi là ý nghĩa. Tích vinh quy thì ai cũng hiểu đó là học hành thi cử đỗ đạt cao, được triều đình phong tước và về quê nơi sinh quán để bái yết tổ đường và chào hỏi bà con quê hương làng xóm. Tích cái ngăn kéo thứ hai đó là cái ngăn kéo chúng em khảm tích tứ dân. Thực ra là cái ngăn kéo thứ hai và thứ ba thì là chúng em khảm tích tứ dân, hay còn gọi là ngư tiều canh mục. Ngư là đánh bắt cá. Đây là ngư đánh bắt cá đấy ạ. Đánh bắt cá đấy ạ. Canh là canh tác này, canh các canh tác cày cấy này. Đấy, ngư tiều canh. Ngư tiều canh mục. Đây. Tiều phu gánh củi đây. Và mục đồng chăn trâu đây. Đây là một tích rất chi là cũng là ý nghĩa dân dã với đồng quê. Đó. Ngư tiều canh mục. Và cuối, ở cuối bệ tủ, cái tủ bày đồ này chúng em khảm hoa sen, là quốc hoa của Việt Nam, cũng rất xinh là đẹp. Và ở hai đầu, hai cột, hai chân thì là khảm chữ thọ. Đó. Bên hồi này chúng em cũng khảm hoa sen. Này có anh chị có xem, khảm rất kỹ, rất nhiều. Và kế tiếp theo là chúng em khảm đây, bên đây là một con chim công. Đây là cây hoa rất chi là đẹp. Đó, hoa chim công. Và hồi bên kế bên là chúng em khảm con chim hạc. Chim hạc cũng là một trong những loại chim rất chi là trường thọ. Đó. Tổng thể cái tủ này các bác anh chị có thể xem. Dài ngang 1m07, cao 1m2 và sâu 45. Và em xin giới thiệu chi tiết cái vấn đề quan trọng là phụ kiện đi kèm bản lề và móc khóa. Đây hoàn toàn bộ bản lề đều bằng đồng đúc hết ạ. Bằng đồng đúc hết. Hai bên đều bằng đồng đúc hết. Đấy. Cái tủ này có chất lượng gỗ rất chi là nặng, nó giống như là một cái két sắt thu nhỏ ấy. Các bác anh chị có thể thấy quan sát. Bên trong có ba cái ngăn kéo để đựng đồ trang sức, đựng tiền, đựng vàng hoặc là đựng đồ quý, đồ ấy. Ba cái ngăn kéo này chúng em cũng khảm ốc, khảm ốc 100%. Khảm hoa dây leo rất chi là đẹp. Đó. Ba cái ngăn kéo, hai cánh, hai hồi. Thực ra cái tủ này là một cái tủ của một anh khách ở thành phố Hồ Chí Minh anh ấy đặt khảm lỗi, nhưng mà chúng em không khảm lỗi vì nó rất chi là hay bong bật. Hay ấy, cho nên chúng em thì khảm chìm thôi. Đây là cái móc khóa bằng đồng vàng, đồng đúc vàng nguyên khối. Đây. Em phải đi đặt thử ở trên phố Hàng Đồng. Một cái hoa văn rất chi là chắc chắn. Bên trong được bắt ba con ốc này. Các bạn anh chị thấy chắc chắn lắm. Đó. Khảm rất chi là dày dặn. Đây, hai núm ngăn kéo hai bên đều là bằng đồng vàng, đồng đúc, đồng vàng hết ạ. Đấy, cô bác anh chị nhìn ông quan trạng rất khôi ngô tuấn tú không? Đây, ngăn kéo bên trong. Cái tủ này bên trong chúng em vẫn để mộc nguyên si để cô bác anh chị có thể quan sát và thấy là cái tủ này chúng em làm hoàn toàn lục lạc, gỗ thịt. 100%, không một tí dính rác nào cả. Đó, cho nên là chúng em bên trong chúng em vẫn để hoàn thiện, để mộc, để lộ trần ra. Thì các bạn anh chị có thể nhìn quan sát qua cái là thấy, có thể biết được là cái tủ này nó có bị rác hay không. Đấy, ngăn kéo này. Ngăn kéo này, hai núm bằng đồng, kéo ra rất nhẹ nhàng. Cái thanh trượt này chúng em cũng lựa chọn cái loại rất chi là tốt để mà
dùng đến, tại vì cái ngăn kéo này nó rất chỉ là to. Đây, các anh chị đựng đồ, bày đồ thì thôi rồi, thoải mái luôn. Đó. Tủ này mà trang trí ở nhà chung cư hoặc nhà biệt thự thì cũng vô cùng đẳng cấp. Đây. Vừa được chơi vừa được trang trí, xem bày đồ thì tuyệt vời, ông mặt trời ạ. Đấy, bệ hoa sen. Đây, em quay xa để cô bác anh chị có thể thấy cái độ vẻ đẹp của nó này. Đây là một chiếc tủ mà chúng em vừa mới hoàn thiện đầu tháng giêng năm Nhâm Dần. Em vừa mới lắp ráp phụ kiện chiều hôm nay và tối buổi tối nay em đã quay lên luôn. Đây là một chiếc tủ gỗ gụ ta, gụ Gia Lai, rất chi là nặng. Khảm gần như 100% ốc, chỉ có mấy cái góc hoa lá tây là nguyên liệu khác thôi ạ. Còn đâu là 100% là ốc nhập khẩu. Đó. Cô bác anh chị có thể trông cái thử nãm. Và ở trên đây, bốn cái góc ở trên đây chúng em vẫn còn bốn cái phụ kiện đồng ôm đồng rất xinh này. Đẹp. Toàn đồng vàng, đồng đúc xịn thôi ạ. Riêng các sản phẩm của đồ gỗ khảm ốc trang trọng chúng em sẽ bảo hành miễn phí cho quý khách. Miễn phí 5 năm. Đấy, và nhận bảo trì trọn đời cho quý khách. Và anh chị có thể nhìn thấy ba anh em kinh nghĩa vườn đào này. Ốc này, đẹp không? Đây, ốc này. Tủ ơi. Quá đẳng cấp luôn. Đây ba ngăn kéo. Đây còn ba ngăn kéo nữa. Đây, bên trong này. Nói chung là tủ này chấm hết về mộc và khảm. Tủ này thợ mộc cũng là mộc mẹo 100% mộc. Không có bắn đinh vào niếc đây. Các bạn anh chị có thể nhìn thấy mộc này. Mộc cài này. Đây. Đóng mộc xuyên táo sang bên này hết, hai bên xuyên sang hết. Toàn mộc cài hết rất chắc chắn. Đấy, bản lề đồng. Các phụ kiện đều bằng đồng vàng, đồng ta, đồng vàng đúc hết. Cái tủ này chúng em, cơ sở của chúng em là trực tiếp sản xuất, cho nên là rất tâm huyết để mà trưng bày, giới thiệu đến sản phẩm về khả năng làm khảm của cơ sở chúng em. Đây là một chiếc tủ có 102 trên thị trường. Hiện nay là có một chiếc này duy nhất, không có chiếc thứ hai đâu ạ. Để làm ra được một chiếc tủ này chúng em cũng thời gian cũng từ nghiên cứu mẫu đến mẫu khảm cho đến các cái công đoạn như đóng mộc thì cũng mất gần nửa năm trời. Em dựng cái tủ này lên từ tháng 4 năm ngoái và đến khảm mãi lai dai đến cuối năm mới xong, thì sang đầu năm mới hoàn thiện đánh thức ly và vừa mới vận chuyển lên trên phòng trưng bày tại số 15D ngõ 1 phố Bùi Sương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Chiếc này có một chiếc duy nhất thôi ạ. Cô bác anh chị nào mà chưa có sưu tầm thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp để được tư vấn miễn phí. Đó. Tất cả các lúm khóa ngăn kéo đều bằng đồng vàng hết, đồng xịn đúc nguyên khối cả hai cái lúm cánh tủ chính trên chính ấy. Đó. Khảm coi như là full hết, chỉ có trên mặt trên thì hay để những cái đồ vật dụng khác thì chúng em không khảm được, còn xung quanh thì là chúng em sẽ đã làm hết. Đó, các bạn anh chị có thể thưởng lãm. Ngoài những tác phẩm này thì cơ sở đồ gỗ khảm ốc chúng em còn rất nhiều các tác phẩm khác về tranh. Đấy, tủ chè, sập vụ tủ chè. Cô bác anh chị nào yêu thích thì cứ hãy liên hệ ngay với chúng em ạ. Kìa bộ tranh thì em vừa mới
Đây bộ tranh này. Bộ tranh này cũng là rất chi đẳng cấp. Tủ bày đồ. Vâng ạ, thì hôm nay đồ gỗ Khảm Ốc Trang Trọng chúng em sẽ dừng buổi live, buổi quay video clip đây. Đến đây chúng em sẽ up lên YouTube. Cô bác anh chị nào yêu thích thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại, gọi trực tiếp qua số điện thoại của nghệ nhân 034-2222-399. Chúng em tư vấn miễn phí ạ. Đây là một chiếc tủ gỗ gụ ta rất chi là nặng, gụ Gia Lai gụ ta. Vâng ạ, xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Cô bác anh chị yêu thích kênh đồ gỗ Khảm Ốc Trang Trọng chúng em thì hãy bấm đăng ký kênh ạ. Bấm đăng ký kênh để theo dõi video sản phẩm mà cơ sở đồ gỗ Khảm Ốc chúng em up lên ạ. Bấm đăng ký kênh và bấm chuông thì những cái video chúng em up lên thì nó sẽ báo đến kênh của cô bác anh chị và cô bác anh chị có thể theo dõi ạ. Vâng ạ, xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.